Thưa các thầy cô giáo ở ban giám hiệu của trường tiểu học trung học cơ sở thành phố, thưa tất cả các thầy cô giáo của hai đơn vị trường, sau đây thì mình sẽ thay mặt trường tiểu học xã Hoàng Thủ sẽ giới thiệu về các thành phần trong các thầy tên đã khá là giới thiệu về mình thì là tên là Nguyễn Thị Hương, bạn cháu tên là Nguyễn Thị Hương là hiệu trưởng nhà trường, còn đây là cô Hoàng Thị Thời phó hiệu trưởng nhà trường. Theo đội bên cạnh thầy giáo đây là thầy Hà Đức Phi, giáo viên thể dục, còn cô bên cạnh là cô Hà Thị Bè, chủ tịch công đoàn của nhà trường, và tiếp thì là cô áo đỏ là cô Hà Thị Thùy, giáo viên mỹ thuật, cô tiếp nữa là cô Hà Thị Lợi, giáo viên tiếng Anh, và cô tiếp theo là cô Đông Thị Hợp là kế toán của nhà trường, và cô áo đen tiếp theo là cô Trương Thị Hằng, giáo viên tin học của nhà trường. Với chuyến đi này thì có lẽ là lâu lắm rồi hai trường kết nghĩa của chúng ta chưa được gặp nhau. Thế và chúng tôi cũng ao ước đi từ lâu rồi nhưng không có điều kiện, và đến hôm nay nhân dịp này thì cũng đến với nhà trường để chúng ta cùng nhớ lại những giao ước kết nghĩa của chúng ta cách đây đã chừng năm đúng không ạ, và cùng giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Đến với nhà trường hôm nay thì đoàn chúng tôi gồm có thành phần như sau: tôi là hiệu trưởng của trường, đồng chí Phương Lan phó hiệu trưởng của trường, thầy Nguyễn Thị Hương, đồng chí Trần Bùi Khánh là trưởng ban thanh tra nhân dân nhà trường, cô Nguyễn Vũ Quỳnh Như tổng cách đội. Cùng cô Đào Thị Hương là bí thư đoàn, bí thư đoàn nhé, phó bí thư đoàn. Ở đâu hút rồi? Cô Hoàng Thị Thùy, đây là ủy viên ban chấp hành công đoàn nhà trường. Cô Trần Khánh, tổ trưởng của khối 2. Ông Hoàng Lan, tổ trưởng của khối 3. Cô Trần Thị Thu Hiền là trưởng ban công tác y tế nhà trường, thầy giáo Phạm Đức Huy là giáo viên tin học của nhà trường. Và thì đến với nhà trường thì chúng tôi cũng rất muốn là chúng ta cởi mở giao lưu trao đổi với nhau cả về chuyên môn cả về văn nghệ. Và thế thì sau đây thì cũng nhà trường đến đây thì có một món quà nhỏ, đó là 300 quyển vở để tặng các em học sinh nghèo, và cũng có một để hỗ trợ cho cái kiến học của nhà trường. Xin kính mời cô giáo hiệu trưởng. Đỡ luôn đi. Tốt hơn bởi vì là học sinh xã em cảnh rất là khó khăn cho em.
quay về không được, quay về không được.